Em xin chào toàn thể các cô chú anh chị em đang quay trở lại với kênh Đăng Đình Quý Lộc nhá. Xin chào toàn thể mọi người. Hôm nay thì em muốn chia sẻ với toàn thể các cô chú anh chị em một số những cái vấn đề về khung gọng của cái con chó Bắc Hà con. Thì các cô chú anh chị em cũng hay thấy em chia sẻ trên video là Tú lên khung của cái con Bắc Hà nó như thế nào. Đấy thì Tú lên nó cái kiểu gì? Đấy thì đây thì em cũng không dám gọi là múa rìu qua mắt thợ nha các cô chú anh chị em. Đấy thì đây là một cái tính chất và một cái bản chất của em để phát triển chó cho riêng cái thể loại chặn của em thôi. Đấy đấy thì em muốn phát triển theo cái đường lối riêng của em thôi, chứ đây nó cũng không phải là một cái tính quy chuẩn, đây là một cái cá tính riêng của bản thân, nói chắc ăn là như thế. Đây trước mặt các cô chú anh chị em đây là hai cặp. Đấy, hai cái được sàng lọc từ của bạn tôm và bạn gấu ra. Đấy, tất cả đều là từ màu mắt, màu mũi, màu mép cho đến móng chân là đều đồng nhất là đỏ sô cô la hết. Đó thì các cô chú anh chị em nhìn thấy đấy. Đấy, nhìn xa xa này. Đấy. Ví dụ như những cái con xa xa này và những con này này. Đấy thì các cô chú anh chị em nhìn thấy nó rất là cao ráo, rất là nhàn người. Đấy. Đấy nhìn thấy nó sẽ là rất là cao ráo và rất là nhàn người. Đấy thì đây các cô chú anh chị em nhìn thấy nó được 2 tháng rưỡi tuổi. Đấy các cô chú anh chị em nhìn thì nói chung là chó của em ấy, nhìn chó người ta 2 tháng rưỡi tuổi thì nó sẽ mập mạp, lông lá nó sẽ khủng bố. Đấy nhưng mà mọi người nhìn này, không thấy gọi là, nếu mà ai mà nhìn bảo là chắc con này chả phải là chó Bắc Hà. Đấy nhìn đấy, nó cứ nhàng nhàng, nó dài người, chân cao, dài người, lông thì không phân bố bằng lông, mà thậm chí lông ấy nó còn không dài luôn. Đây thậm chí lông nó còn không dài luôn. Và thậm chí ấy, đấy, thậm chí thì tai ấy, tai có con thì gọi là bập bênh. Đấy, có con đây này, ví dụ như cái con này. Đấy, hơi bênh bênh một tí. Đấy, con kia cũng hơi bênh bênh một tí. Đấy, nhưng mà sau rồi thì nó sẽ liền lạc như là cái bọn này. Đó, thì đây nhìn nó rất là chất chất và nhìn nó rất là nhàng người, nhìn nó như là đói cơm mà đói ăn ấy. Và nói thẳng luôn là cái bộ lông của nó là không có. Đấy, nó chỉ tập trung vào form dáng thôi. Đây như cái con này. Thì các cô chú anh chị em cứ tưởng tượng nó giống như là cái con chó ta. Và nó giống như kiểu như cái con chó ta. Đấy mọi người tưởng tượng như thế. Nhưng mà những cái con này này, nếu mà gọi là không có anh em nào mà gọi là bứng được nó ấy, thì em vẫn nuôi ở đây gọi là cái hàng, gọi là hàng VIP, hàng sinh sản. Đây là hàng F3 nhá. Em đang kéo khung gọng và kéo khung xương cho nó. Đấy thì nếu khoảng tầm 6 tháng nữa thôi, nếu mà nó còn ở trại em sẽ quay cho các cô chú anh chị em về những cái con chó này, xem là nó có lên bờm hay không, hay nó có phân bố bờm rõ rệt hay không, hay lông nó có dài hay không. Đấy các cô chú anh chị em cứ nhớ nha, con này là tên là con mèo này. Đấy. Con này là con bo này. Con này là con bom này và con này là con xin này. Đấy thì các cô chú anh chị em. Đấy, mèo này, bo này, bom này, xin này. Đấy thì các cô chú anh chị em, đây là 2 con đực và 2 con cái được lựa chọn và tuyển chọn từ con giống là con bố là con tôm và con bố là con gấu. Đấy. Bố tôm, mẹ nick, bố gấu, mẹ bắp. Đấy thì các cô chú anh chị em cứ theo dõi đấy, xem là cái cách nuôi của em nó như thế nào và cái liệu con chó của em nhìn lúc bé nó không có lông lá như thế này, liệu lúc lớn lên nó có lông bờm hay không thì các cô chú anh chị em sẽ biết ngay. Đấy, cái con nào mà đã gọi là ở lại trại và đã được chui rèn và đã được rèn luyện ấy, thì em nói thẳng với các cô chú anh chị em. Đấy, nó cứ làng nhàng như bọn này đây. Đấy, em phóng to lên cho các cô chú anh chị em vào gần nó này. Đấy, đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Nó chỉ thế này thôi. Nhưng mà nếu so với những cái con chó của các anh em khác ấy, thì nó rất là mập. Chân tay nó rất là mập, nó rất là ục ịch và lông nó rất là nhiều và lông rất là dài. Đấy, thậm chí nó nhìn như cục bông, nhìn như con gấu ấy. Nhưng mà đây em thiên về phát triển. Đấy, như con này này, nhìn các cô chú anh chị em nhìn thấy chưa? Phát triển khung xương nhưng mà nhìn nó vẫn có cái thần. Đấy, nhìn thấy chưa? Từ đỉnh trán cho đến đỉnh mũi là thuôn, không gấp khúc, không bị gãy. Đấy,
chán không rô, không gãy. Đây, em này đây, em mèo đây. Vầng trán rộng. Đấy, tai nép hai bên. Đây, em này thì đang cái quá trình chuyển hóa gọi là cơ địa. Đấy, tai nó hơi bị khum vào. Đấy, chứ không phải nó thế đâu nhá, với cả nó đang bị dọc người. Đấy, những cái con này khi mà nắn gọi là phát triển khung gọng ấy thì nó cũng giống như là gọi là con người chúng ta ấy. Nó đến tuổi dậy thì ấy, nó vỡ khung, vỡ gọng và vỡ cả tiếng, cho nên là nó sẽ bị méo mó. Đấy, nó sẽ bị méo mó đi một cái phần nào đó, nhưng mà sau khi phát triển ổn định và sau khi nó sẽ trở lại cái chế độ dinh dưỡng riêng của nó thì tất thảy là nó sẽ ổn định tất cả các khung gọng. Đấy, và em hứa với các cô chú anh chị em sẽ quay cho mọi người để cho mọi người hiểu hơn về cái cách mà làm khung làm gọng của em. Đấy, riêng mà sau khi mà làm khung làm gọng này ấy, thì về các cô chú anh chị em mà nuôi sau khi khung gọng xong mà nuôi ấy, khoảng tầm từ 3 đến 4 tháng trở lên các cô chú anh chị em nuôi, thì em nói thẳng mọi người là khi mà từ bé nó đã phát triển được khung gọng và cái hệ xương khớp của nó ổn định rồi, mọi người về mọi người tấn bao nhiêu thịt cho nó cũng được. Đấy, thì con chó nó mới khỏe được, chứ không phải lúc bé nó cứ ục vào ịch như là con lợn, xong rồi đến lúc rồi lúc lớn rồi cũng có ục vào ịch như con lợn, xong rồi phát triển lên cũng cứ ục vào ịch như con lợn, thì con chó nó cực kỳ là không khỏe. Sau này cái hệ xương khớp của nó sẽ không vững chãi và cái bộ khung của nó sẽ bị lệch lạc. Đấy, thì mọi người cứ ấy đi, cái này thì em nghiên cứu từ phát triển cái hệ khung xương của con Shiba Inu của Nhật Bản. Đấy, nói thẳng với các cô chú anh chị em thế, chia sẻ thẳng. Nếu ai mà có tâm huyết, ai mà muốn tìm tòi thì mọi người cứ lên cái trang nuôi dạy chó của Nhật Bản, nó sẽ có một phần nghiên cứu về khung xương khớp của cái con chó để phát triển ngay từ cái lúc bé khi rời bụng mẹ. Đấy, phát triển cái gì, cần cái gì và kéo khung xương như thế nào, dinh dưỡng cần như thế nào, thì các cô chú anh chị em trau dồi thêm một ít về sách và khoa học. Đấy, để chúng ta tìm ra một cái hướng đi. Và chúng ta phải mày mò, chúng ta cho nó ăn cái nọ, chúng ta cho nó ăn cái kia, chứ không phải là gọi là Nhật Bản người ta cho ăn cái gì thì mình cho ăn cái đấy. Về Việt Nam mình phải nắn theo và mình phải biến tấu đi. Đấy, biến tấu trên một cái cơ sở là cơ bản là phải đúng nhá, chứ đừng có ví dụ như là ở bên đó người ta cho ăn cá biển thì ở vùng các cô chú anh chị em, ví dụ cá biển người ta cho ăn cá ngừ thì ở đây mình không có cá biển, cá ngừ thì mình cho ăn cá cam, rồi là cá lục, rồi là cá thu vẫn được. Đấy, mình biến tấu đi như thế, chứ không được là nó bảo là đấy, đây các bạn chính chị em này. Đấy, nhìn thấy khung chưa, đá chưa, đấy, cao dàn thoáng máy, thấy chưa. Đấy, nuôi như thế này thì bán rất là khó, em nói thẳng với các cô chú anh chị em thế, nuôi như thế này bán cực kỳ khó. Đấy, nuôi thế này cực kỳ, bán cực kỳ khó, nhìn như con hủi. Đây, sô cô la đậm đặc đây. Đấy, cái con này này, tai vẫn là một bên hơi lênh lênh, một bên này ok rồi, mặt thì mặt khỉ. Đấy, vâng, mặt thì mặt khỉ. Mỗi con nó sẽ có một cái quá trình gọi là chuyển biến cơ thể chất và cơ địa riêng. Đấy, cái con này thế này. Đấy, một bên tai, một bên hơi hơi lên lên. Đấy, nhưng mà hoàn toàn sau này, sau khi mà ổn định thì nó sẽ về vị trí cũ hết. Ý, ấy. Được chưa? Nhìn cao giản thoáng máy, 2 tháng rưỡi đấy. Đấy. Thế này mà 2 tháng rưỡi mà cao giáo như thế này thì đến lúc lớn lên thì thế nào? Thế, F3 nhá. Dài chưa? Đấy, các cô chú anh chị em nhìn thấy chưa? Đây là như con này. Con này là con mèo, con cái này, nó đã ổn định khung xương hơn so với ba con này. Đấy, chỉ có con này với cái con này là gần ổn định khung xương rồi này. Có con này với cái con này này thì nó chưa được ổn cho lắm. Con này thì gọi là được tầm 90% thôi. Đấy, con này thì được khoảng 98% rồi. Đấy. Lông lá là cùn luôn, nói thẳng luôn. Lông lá là cùn luôn. Đấy, tại vì là nó ưu tiên cho khung xương, ưu tiên cho xương khớp thì nó phải ăn cái chế độ nào, nghỉ cái chế độ nào, vận động ở cái chế độ nào. Thậm chí có hôm nó sẽ ăn rất là ít và nó chạy nhảy phơi nắng rất là nhiều. Thậm chí nhiều lúc còn phải lo lắng, nhiều người mà không tiếp xúc như em ấy thì người ta còn hay lo lắng là chó bập bênh tai hay là chó lai, chó tạo, rồi là chó linh tinh, chó lung tung. Nhưng mà không phải đâu nha các cô chú anh chị em. Đây là nhìn con này nó đứng này. Đấy, thấy chưa? Đấy, cao, dài. Đấy, đuôi này,
đuôi này nhìn như cho ta luôn, không có sù, không có bông, không có đốm gì hết. Nhưng mà cam đoan, cam kết với các cô chú anh chị em, 6 tháng sau thôi quay lại cho các cô chú anh chị em. Nếu mà anh em nào không đến bốc được nó với một cái giá cao ấy, chắc chắn nó sẽ ở lại trại và phục vụ trại, thì các cô chú anh chị em sẽ thấy được cái chất của nó. Chứ còn giờ này em giới thiệu cho các cô chú anh chị em sơ về cái cách gọi là kéo khung kéo gọng. À, nhìn này, dài chưa? Các cô chú anh chị em nhìn cái con chó nào mà 2 tháng rưỡi mà nó kiểu này chưa? Cao, dài, đấy, chắc, thấy chưa? Chân này, chân chiếc này, thẳng tắp, đấy, chưa? Đây là cái cách của em nhé. Còn em không muốn là các cô chú anh chị em học theo em, tại vì nó có rất là nhiều rủi ro đấy, chứ không phải là không đâu. Tại vì mọi người phải hiểu nó, mọi người phải biết nó, và thậm chí mọi người phải mạo hiểm với nó thì mọi người mới khai thác được cái yếu tố khung gọng của nó. Đấy, còn các cô chú anh chị em muốn bình yên thì mọi người cứ nuôi bình yên thôi, bình thường. Đấy, còn em thì muốn càng ngày càng muốn nó nâng cấp, và càng ngày càng muốn nó đặc sắc, và càng ngày càng muốn tìm tòi những cái khó thì chơi nó mới kịch tính. Đấy là cái tính của em. Càng khó trong sàng lọc em lại càng khoái. Đấy, em sẽ bỏ thời gian ra, và thậm chí bỏ cả tiền ra, và bỏ cả gọi là chất xám của mình ra để làm cho làm sao nó ok nhất. Đấy, đây cũng là một cái bước mà em nói thật với mọi người là nhiều anh em người ta có kinh nghiệm, người ta sẽ theo con đường khác, nhưng mà đây là em theo sách vở và em biến tấu theo cái thể thức của em, cho nên nó cũng chả là giống ai cả. Đấy, cho nên là các cô chú anh chị em tham khảo thôi, tham khảo một xíu thôi. Nếu các cô chú anh chị em có tâm huyết thì mọi người làm, còn không có tâm huyết thì thôi, mọi người cứ nuôi theo cái chế độ bình thường nó cũng vẫn ok. Nhưng mà con chó thì thật sự này nó không đạt đến đỉnh. Đấy, em nói thật mọi người, cái thú chơi nào cũng thế, nó có một cái sự kịch tính và nó có một cái sự gọi là cảm hứng tột độ. Khi mà chúng ta nghiên cứu được, khi mà chúng ta tìm tòi được và chúng ta thực hiện được nó ấy, thì cực kỳ là sung sướng, cảm giác nó gọi là phê. Đấy. Rất là phê và rất là ok luôn. Đấy, thấy chưa? Các cô chú anh chị em này, nhìn con 2 tháng rưỡi mà nằm mà dài như thế này thì đây là không phải phóng đại nó đâu nhá. Đấy, nằm dài như thế này. Đấy, cơ thể nằm rất là dài. Đây, chân tay này, chân tay cứ ngoẵng ra. Đấy, mặt mũi thì cứ như khỉ ấy. Mõm thì đâu phải mõm hộp đâu, mõm thắt luôn. Đấy, các cô chú anh chị em nhìn đâu, mõm chó của em đâu to đâu. Đấy. Rồi, em cũng chia sẻ một xíu về cái cách thức mà làm khung gọng của những cái con chó con ở trại của em thế thôi nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị em trong video clip tiếp theo. Chúc toàn thể mọi người sưu tầm được những con chó tốt và nuôi dạy được những cái con chó quý, những nguồn gen quý. Em xin chào mọi người nhá.